Chào mọi người, đây là sản phẩm WLS050 và tất cả sản phẩm này đang được chuẩn bị đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Và anh em mình ơi, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả anh em mình đã đặt hàng và ủng hộ bên cửa hàng Audio Vietnam Store nha. Sản phẩm nguyên siêu thì chúng ta mới biết được là một sản phẩm mới 100% đúng không cả nhà. Và bên em nói không với sản phẩm qua sử dụng, bên em nói không với tất cả sản phẩm kém chất lượng. Và anh em mình xem, đây là sản phẩm đến từ nhà máy Đức Tư Doi. Nhà sản xuất họ in cái sản phẩm ra nhìn rất là đẹp cả nhà mình xem. Và nhìn vào chúng ta cũng có thể cảm nhận được đây là một sản phẩm chất lượng và chính hãng đúng cả nhà. Nặng lắm nha. Rất là nặng luôn. Và sản phẩm này họ phân phối trên nhiều nước khác nhau. Và cả nhà mình xem, đây cả nhà mình xem họ in rất là nhiều ngôn ngữ của những nước khác nhau, trong đó có nước Việt Nam của chúng ta này cả nhà. Đó. Mình xem, một sản phẩm chất lượng và chính hãng. 350W karaoke. Có kim 2 micro karaoke nhưng nó thì chất âm nhẹ nhàng, con này trùm. Quá hay, con này hay lắm. Đây họ có in rất là nhiều thông số kỹ thuật ở trên này. Và sẵn trong video này em sẽ cho cả nhà mình xem cái chiếc loa WLS050. Đó này cả nhà. Đã chưa? WLS050 gồm có 5 củ loa nha cả nhà. Và hai loa cộng hưởng hai bên tạo ra âm trầm. Một củ loa siêu trầm bằng bầu dục nè, ở chính giữa nè. Đó, và hai kênh vệ tinh, mỗi bên là một loa trép và một loa trung. À, gồm là hai củ loa hai bên và một củ loa chính giữa này là 5 củ loa. Hai bên hông này sẽ là hai củ loa cộng hưởng. Anh em mình xem, rất là uy lực. À. Con này mà chơi nhạc thì nói gì nữa anh em. Rất uy lực nha cả nhà. Và cả nhà mình chọn mua sản phẩm tại cửa hàng Audio Vietnam Store thì cả nhà mình cần nên lưu ý nha. Tất cả sản phẩm của cửa hàng Audio Vietnam Store đều có logo chính chủ tại cửa hàng Audio nha. Tất cả sản phẩm đều có nha. Đây. Và đây ở dưới đây họ có in những cái thông số nè cả nhà mình xem. Hàng chính hãng luôn, có in thông số đầy đủ nha cả nhà. Và chữ của nhà máy in lên trên này nè. Cả nhà mình có bôi cũng không có ra đâu. Bởi vì đây là hàng chính hãng. Cả nhà mình mua hàng lưu ý nha. Đức Liêu Doi LS050. Con này cầm rất là đầm tay nha anh em. Anh em mình đặt hàng tại Audio Vietnam Store nha. Và đừng quên follow kênh và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha cả nhà. Xin chào anh em.